Xin chào các em học sinh lớp 9 đến với môn học ngữ văn chính, tiết học online. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em tiết tiếng Việt, các thành phần biệt lập. Ở bài này, mục tiêu cần đạt, các em cần nắm được thế nào là thành phần biệt lập, thành phần biệt lập gồm có những thành phần nào, và các em cần phải có kỹ năng xác định được các thành phần biệt lập trong câu, đặt được câu có thành phần biệt lập và vận dụng được viết đoạn văn có thành phần biệt lập đã học. Và để các em dễ nắm bài hơn, thì cô xin giới thiệu. Thành phần biệt lập chính là thành phần đứng ngoài nòng cốt câu, không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Và thành phần biệt lập, chúng ta có bốn thành phần biệt lập. Đó là thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. Ở tiết học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em hai thành phần biệt lập, đó là thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Hai thành phần còn lại, các em sẽ được tìm hiểu ở tiết học các thành phần biệt lập tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, thành phần tình thái. Trước tiên, các em đọc cho cô các ví dụ trích từ truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. A. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. B. Anh quay lại nhìn con, vừa khe khẽ lắc đầu, vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Các em suy nghĩ và trả lời cho cô. Các từ ngữ in đỏ trong những câu trên thể hiện nhận định của người nói đối với sự việc nêu ở trong câu như thế nào? Trong 15 giây nhé. Và sau đây chúng ta sẽ rút ra nhận xét. Trong câu A, từ chắc, trong câu B, từ có lẽ. Từ chắc trong câu A thể hiện thái độ tin cậy cao, và từ có lẽ trong câu B thể hiện thái độ tin cậy chưa cao. Các em có xác định đúng không nào? Và sau đây chúng ta hãy cùng so sánh giữa câu có từ in đỏ và câu không có từ in đỏ, xem nghĩa sự việc trong câu có gì thay đổi hay không. Trong 15 giây nhé. Sau đây là đáp án của cô. Rõ ràng, chúng ta nhận thấy ý nghĩa sự việc trong hai câu không có gì thay đổi. Vì sao? Bởi vì các từ in đỏ không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Nó chỉ thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Và những từ như vậy, người ta gọi đó là thành phần tình thái. Vậy từ chắc và từ có lẽ ở đây chính là thành phần tình thái. Dựa vào đây, ta có thể rút ra nội dung bài học thứ nhất. Thành phần tình thái là thành phần biệt lập được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Và cô cũng lưu ý các em, thành phần tình thái trong câu có các loại sau đây. Thứ nhất, những yếu tố tình thái gắn với độ tin cậy của sự việc được nói đến, gồm có các từ như chắc chắn, chắc hẳn, chắc là. Đó là những từ chỉ độ tin cậy cao. Ví dụ như, tôi chắc chắn Lan sẽ đến đúng hẹn, thể hiện một cái độ tin cậy rất cao cho nội dung của câu nói. Và các từ hình như, dường như, hầu như, có vẻ như, có lẽ, chẳng lẽ, thì chỉ độ tin cậy thấp hơn. Ví dụ, hôm nay có lẽ trời mưa. Ngoài ra, ta còn gặp những yếu tố tình thái gắn với ý kiến của người nói như là theo tôi, ý ông ấy, theo anh. Ví dụ như, theo anh thấy sự việc như thế nào? Và trường hợp những yếu tố tình thái chỉ thái độ của người nói đối với người nghe như à, hạ, hữu, nhé, nhị, đây, đấy, vân vân, thường đứng cuối câu. Ví dụ, mai đi lúc 7 giờ nhé. Và để hiểu rõ hơn, sau đây cô có một vài câu của bài tập 1 sách giáo khoa trang 19. Các em hãy xác định thành phần tình thái trong các câu sau. A. Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều. Trích truyện làng của Kim Lân.
Câu thứ hai, trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăn trối là điều gì? Hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Anh đưa tay vào túi, móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu, trích chiếc lược ngạc Nguyễn Quang Sáng. Và câu thứ ba, ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngờ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẹ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được. Trích truyện làng của Kim Lân. Các em hãy xác định thành phần tình thái trong các câu trên trong 15 giây nhé. Và sau đây là đáp án của cô. Ở câu 1A, từ có lẽ chính là thành phần tình thái. Câu 1C, từ hình như là thành phần tình thái. Và câu 1D, từ chả nhẽ là thành phần tình thái. Các em hãy so sánh với đáp án của mình nhé. Và sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, đó là thành phần cảm thán. Đầu tiên, các em hãy đọc các ví dụ trích trong truyện làng của Kim Lân và Lặng lẽ Sapa Nguyễn Thành Long. A. Ồ sao mà đồ ấy vui thế? Truyện làng của Kim Lân. B. Trời ơi, chỉ còn có 5 phút. Lặng lẽ Sapa Nguyễn Thành Long. Và các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Các từ ngữ in đỏ trong câu có chỉ sự việc hay sự vật gì không? Và các từ ngữ in đỏ trong câu được dùng để làm gì? Các em trả lời trong vòng 15 giây nhé. Và sau đây chúng ta sẽ rút ra nhận xét. Trong câu A, ồ sao mà đồ ấy vui thế? Ở đây, từ ồ không chỉ sự vật sự việc, mà chỉ thái độ vui sướng. Trong câu B, trời ơi chỉ còn có 5 phút. Từ trời ơi không chỉ sự vật sự việc, mà chỉ thái độ tiếc rẻ. Như vậy, ta có thể nhận xét các từ in đỏ này dùng để bộc lộ tâm lý của người nói, chứ không chỉ sự vật sự việc trong câu. Và những từ ngữ dùng bộc lộ tâm lý của người nói như vậy, người ta gọi đó là thành phần cảm thán của câu. Như vậy, từ đây ta có thể rút ra bài học số 2. Thành phần cảm thán là thành phần biệt lập được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói, như vui, buồn, mừng, giận, vân vân. Và các em cũng cần lưu ý rằng, thành phần cảm thán có sử dụng các từ ngữ như chao ôi, a, á, ơi, trời ơi, vân vân. Và có điểm riêng là nó có thể tách theo kiểu câu đặc biệt. Khi tách riêng ra như vậy, nó là câu cảm thán. Ví dụ như trong câu than ôi, thời anh liệt nay còn đâu, trích trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ, thì than ôi là thành phần cảm thán đã được tách riêng thành một câu đặc biệt. Và lúc này, nó là câu cảm thán. Lưu ý thứ hai, khi đứng trong một câu cùng các thành phần câu khác thì phần cảm thán thường đứng ở đầu câu và thành phần câu đứng sau thường giải thích cho tâm lý của người nói ở thành phần cảm thán. Ví dụ như, ơi, hoa sen đẹp của bùn đen. Tố hữu. Và sau đây, để nắm rõ hơn kiến thức, cô có một vài câu bài tập. Bài tập 1B sách giáo khoa trang 19 và cô cho thêm các em câu E và câu G. Chúng ta cùng đọc bài tập và thực hiện trong vòng 15 giây, xác định các thành phần cảm thán trong các câu trên. Câu thứ nhất, chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hạn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài, trích Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Câu thứ hai, eo ôi, đứa nào mặt mũi đen đủ xấu xí thế? Câu thứ ba, chà, cái mặt những kim cương đẹp quá, quý quá. Các em thực hiện trong vòng 15 giây. Và sau đây là đáp án của cô. Thành phần cảm thán trong câu đầu tiên, đó là từ chao ôi. Thành phần cảm thán trong câu thứ hai, đó là từ eo ôi. Và thành phần cảm thán trong câu ba, đó là từ chà. Các từ này đều đứng ở đầu câu. Các em kiểm tra so với đáp án của mình nhé. Và để nắm vững hơn về hai thành phần biệt lập vừa học, chúng ta sẽ đi vào phần 2 la mã luyện tập. Bài tập 1 trang 119 chúng ta đã thực hiện. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện bài tập số 2 trang 119. Xếp những từ ngữ theo trình tự tăng dần độ tin cậy hay độ chắc chắn. Cô có các từ chắc chắn,
chắc là, dường như, có lẽ, chắc hẳn, hình như và có vẻ như. Các em hãy thực hiện trong vòng 15 giây, xếp những từ ngữ này theo trình tự tăng dần độ tin cậy. Và sau đây là đáp án của cô. Trình tự tăng dần độ tin cậy của các từ ngữ đó là dường như, hình như, có vẻ như, có lẽ, chắc là, chắc hẳn, chắc chắn. Các em kiểm tra so với đáp án của mình nhé. Bài tập 3 sách giáo khoa trang 19, tương tự bài tập số 2, các em tự thực hiện ở nhà. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các bạn bài tập số 4 sách giáo khoa trang 19. Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức một tác phẩm văn nghệ. Trong đoạn văn đó có câu chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán. Ở đây, một tác phẩm văn nghệ đó là một tác phẩm truyện, một tác phẩm thơ, một tác phẩm điêu khắc, một bức tranh, vân vân mà các em đã được thưởng thức. Các em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức tác phẩm ấy. Và trong đoạn văn đó, các em sử dụng được câu chứa thành phần tình thái hoặc thành phần cảm thán nhé. Và để gợi ý cho các em ở bài tập số 4 này, cô sẽ cho các bạn một đoạn văn gợi ý. Đó là một đoạn văn nói về cảm xúc khi được thưởng thức tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du. Sau đây là đoạn văn gợi ý. Đọc truyện Kiều của Nguyễn Du, chắc chắn không ai không thương xót cho số phận của nàng Kiều, một người con gái tài hoa bạc mệnh, có thấu hiểu quãng đời 15 năm lưu lạc của nàng, thì chúng ta mới thấy hết sự tàn bạo, độc ác của tầng lớp thống trị lúc bấy giờ. Hỡi ôi, một xã hội chỉ biết chạy theo đồng tiền, sẵn sàng chà đạp lên mọi nhân phẩm, giá trị của con người. Đúng là một xã hội bất nhân, thối nát mà Nguyễn Du muốn lột trần bộ mặt thật của nó. Nhưng ở đó, truyện Kiều cũng là sự bên vực, xót thương cho số phận nhỏ nhoi, bị vùi dập. Chắc hẳn, đài thi hào Nguyễn Du phải đau lòng lắm khi viết ra những nỗi đau, sự bất công trong xã hội mà ông đã sống và chứng kiến. Trong đoạn văn này, cô sử dụng cả hai thành phần biệt lập, đó là thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Chắc chắn, đúng là chắc hẳn là các thành phần tình thái và hỡi ôi là thành phần cảm thán. Dựa vào đoạn văn gợi ý này, các em hãy hoàn thành bài tập số 4 ở nhà nhé. Và sau khi học xong, các bạn cần khái quát lại các thành phần biệt lập đã học. Chúng ta được học hai thành phần biệt lập, đó là thành phần tình thái. Thành phần được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Và thành phần thứ hai là thành phần cảm thán, được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói như vui, buồn, mừng, giận, v.v. Và các em cần nhớ rằng cả hai thành phần này không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Nên người ta gọi đó là các thành phần biệt lập. Và sau khi học xong bài học này, các bạn cần hoàn thành phiếu bài tập sau đây. Cô cho các bạn 3 bài tập. Bài tập số 1, xác định và gọi tên các thành phần biệt lập trong các câu sau. A. Ôi, anh ấy ra đi thật là đột ngột. B. Nếu tôi vâng lời bố mẹ thì chắc bây giờ tôi đã không hối hận. C. Sương trùng trình qua ngọ hình như thu đã về, trích sang thu của Hữu Thịnh. D. Trời ơi, đã sắp trễ giờ rồi. Bài tập số 2, đặt 3 câu có thành phần tình thái và 3 câu có thành phần cảm thán, gạch chân các thành phần ấy. Bài tập số 3, viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu, chủ đề tự chọn, có sử dụng thành phần tình thái hoặc cảm thán, gạch chân và gọi tên thành phần biệt lập ấy. Đây là bài tập. Ở phiếu bài tập, các em cần hoàn thành sau khi học xong bài học này. Các em cần thực hiện và nộp lại cho giáo viên nhé. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai thành phần biệt lập còn lại. Đó là thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. Các em cố gắng hoàn thành bài tập về nhà và đón học tiết học tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các em.